Thưa quý vị khán giả, thầy cô là những người được giao nhiệm vụ dạy dỗ và quản lý học sinh. Thế nhưng tại trường mầm non Hoa Lan, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, các giáo viên lại đang phải kiêm nhiệm cả việc đi tiếp rượu cho nhiều đoàn khách VIP do nữ hiệu trưởng phân công. Quá bức xúc, nhiều thầy cô đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng giải quyết. Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vào ngày 17 tháng 12 cho biết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với bà Đỗ Thị Oanh, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan và cho thấy hàng loạt sai phạm. Trước đó, tập thể giáo viên trường mầm non Hoa Lan xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức đã gửi đơn tố cáo bà Đỗ Thị Oanh với 20 nội dung có dấu hiệu sai phạm trong quản lý và quan hệ xã hội thiếu chuẩn mực nhà giáo. Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức đã xác minh 10 nội dung tố cáo và kết luận nhiều nội dung tố cáo đúng sự thật. Kết luận của Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức cho thấy bà Oanh đã phân công giáo viên đi uống bia, rượu, tiếp khách với 6 đoàn khách viếp trong tỉnh trong giờ hành chính. Bà Anh xác nhận có rủ giáo viên đi uống rượu tiếp khách trong giờ hành chính và chỉ đi khi các đơn vị mời nhà trường tham dự. Việc bà Anh đi uống rượu và rủ giáo viên đi uống rượu tiếp khách trong giờ hành chính là vi phạm quy định. Việc mua 6 bộ đồng phục cho một giáo viên trong năm học 2021-2022 là có thật. Bà Oanh là người đặt cọc các bộ đồng phục từ mạng xã hội và là người thống nhất giá các bộ đồng phục. Việc sử dụng tiền từ nguồn đóng góp của nhân dân, tiền trong trẻ buổi trưa và kinh phí công đoàn khi chưa họp lấy ý kiến để chi trả 3 bộ đồng phục là trái quy định. Đối với việc thu đoàn phí thanh niên với vai trò là bí thư chi bộ, bà Oanh không kiểm tra, ngăn ngừa là chưa làm hết trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chi bộ. Đối với nội dung giáo viên phải bỏ tiền túi để trang trí khuôn viên nhà trường, bà Oanh đã yêu cầu mỗi người phải nộp một chậu hoa ngẫu sắc để trưng bày là chưa phù hợp. Đối với việc bà Oanh tổ chức hái cà phê để cây quỷ theo kết luận tổ chức hái cà phê để cây quỷ trong 3 ngày, ngày 21 đến ngày 23 tháng 11 năm 2021, vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Bà Oanh cũng tổ chức họp ban giám hiệu nhưng không bàn bạc việc phân công lớp, giáo viên đứng lớp là thực hiện chưa đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng. Bà Oanh la mắng bà Nguyễn Thị Thanh kế toán nhà trường là chưa thực hiện đúng quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý. Thậm chí bà Oanh tự ý thu điện thoại cá nhân của giáo viên chỉ vì nghi ngờ họ ghi âm là vi phạm quy định về quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản. Từ đó, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức yêu cầu bà Oanh khắc phục các sai phạm, xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm, báo cáo kết quả vụ việc gửi về Ủy ban Kiểm tra huyện ủy để xem xét xử lý về mặt đảng. Với hàng loạt sai phạm bị tố cáo như trên, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoa Lan, tỉnh Đắk Nông không những bị ảnh hưởng về mặt danh dự mà còn bị xử phạt hành chính, xem xét tư cách đảng viên đây cũng là hồi chuông đáng báo động về tình trạng xuống cấp trong môi trường sư phạm vốn là nơi giáo dục những thế hệ mầm non tương lai của đất nước